Ban Chỉ huy quân sự huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức huấn luyện cán bộ dự bị động viên khung B, tiểu đoàn bộ binh huyện năm 2023. Trong 15 ngày, cán bộ dự bị động viên, sĩ quan, hạ sĩ quan được học tập quán triệt các nội dung về giáo dục tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống nhiệm vụ của đơn vị, nội dung cơ bản của luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, giới thiệu một số động tác điều lệnh đội ngũ mới sửa đổi năm 2011, tổ chức và phương pháp huấn luyện bao gồm cách viết giáo án làm kế hoạch, tiến trình huấn luyện, nghiên cứu thao trường, phương án tập và được tìm hiểu tính năng chủ yếu của một số vũ khí trang bị mới.